Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 25 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thị Kim Ngân hành trình từ thành công tột đỉnh đến thất bại ê chề. Cho đến nay, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất đã lọt vào tứ trụ. Dù có cảm tình hay không cảm tình với bà, thì mọi người cũng phải thừa nhận điều này. Đó là sự thật không thể phủ nhận. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là người phụ nữ bước vào Bộ Chính trị trong sự ngỡ ngàng của giới quan sát chính trị, và kể từ khi vào Bộ Chính trị, bà tiến thân rất nhanh và là người phụ nữ đầu tiên bước vào vị trí tứ trụ, vị trí mà Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ dành cho cánh đàn ông suốt 70 năm qua. Bà là người được lớn lên và đón nhận nền giáo dục dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Vào năm 1973, bà lên Sài Gòn theo học trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Tuy nhiên, việc học của bà bị gián đoạn khi chính quyền Cộng hòa miền Nam Việt Nam kiểm soát toàn bộ miền Nam. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân được đánh giá là phụ nữ có nhan sắc nhất trong các phụ nữ lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Bà cũng theo học chương trình Đại học Tài chính, nay là Học viện Tài chính, đạt đến học vị Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính tín dụng thời chính quyền Cộng sản sau năm 1975. Thời mà hầu hết người dân bị xét lý lịch và bị cấm không cho đi học đại học, nhưng bà lại ưu ái điều đó. Điều đó cho thấy thân phụ của bà ắt phải có gốc gác phục vụ cho Đảng Cộng sản, chứ không phải là thường dân. Vấn đề gốc gác của bà Ngân là vấn đề đã được xã hội bàn tán xôn xao. Về bằng cấp thì sau khi đã ngồi vào ghế chủ tịch quốc hội, bà Ngân vẫn còn được trường đại học quốc gia Pankyu ở Hàn Quốc trao bằng tiến sĩ danh dự ngành chính trị học vào ngày 5 tháng 12 năm 2018. Quá trình thăng tiến sự nghiệp trải qua nhiều chức vụ trước khi vào tứ trụ của người phụ nữ đầy quyền lực này. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được thừa nhận là người phụ nữ có nhan sắc, điều hiếm thấy trong quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vừa có nhan sắc vừa leo cao đến tứ trụ đã làm cho nhiều người bàn tán. Tuy nhiên, thực chất của vấn đề tiến thân trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam nó liên quan lý lịch hồng của cá nhân, chứ không ít khi liên quan đến nhan sắc. Ngoài leo cao bằng nhan sắc thường chỉ lên ở vị trí giới hạn, chứ khó mà lên cao đến tứ trụ cho được. Sau năm 1975, bà Ngân bắt đầu vị trí ở trong nhân viên Sở Tài chính Bến Tre, rồi sau đó thăng dần từ các bậc chuyên viên, phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc, quyền giám đốc và chính thức được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Tài chính Bến Tre vào tháng 10 năm 1991. Đến tháng 4 năm 1995, bà được điều về Trung ương và được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. Vào tháng 2 năm 2006, bà được điều trở lại làm Thứ trưởng Bộ Tài chính, tuy nhiên chỉ một tháng sau lại được điều sang làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại. Tháng 5 năm 2007, bà được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 12. Tháng 8 năm 2007, bà được đề nghị và được phê chuẩn vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, và giữ chức vụ này cho đến tháng 7 năm 2011. Một trong những sự kiện mà bà Kim Ngân để lại dấu ấn khi làm Bộ Lao động và Thương binh Xã hội là cuộc giải cứu các lao động ở Việt Nam tại Libya vào năm 2011. Vào tháng 5 năm 2011, bà tái đắc cử vị trí đại biểu Quốc hội khóa 13. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2011, bà được Chủ tịch Quốc hội đề cử làm Phó Chủ tịch Quốc hội. Đây là hình ảnh tiến thân rất nhanh và có lý lịch mơ hồ là điểm chung giữa bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Tấn Dũng. Đấy là sự nghiệp, tuy nhiên về thân thế của bà Nguyễn Thị Kim Ngân hiện nay là một dấu hỏi to tướng. Lý lịch mơ hồ của bản thân tiến thân cũng rất cao trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà được mọi người đánh giá là một dạng có lý lịch mơ hồ như Nguyễn Tấn Dũng trước đây và tương tự như ông Võ Văn Thưởng hiện nay. Khi vào Bộ Chính trị, bà Nguyễn Thị Kim Ngân thuộc phe nào là câu hỏi dư luận đặt ra. Trước khi bà Ngân vào Bộ Chính trị thì giới quan sát không đánh giá cao năng lực của bà Ngân. Phần vì bà là phụ nữ cho nên mọi người cho rằng bà không mặn lòng lắm với chuyện tham gia các phe phái đấu đá lẫn nhau. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm 2013, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa 11, bà được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị, thì người ta mới biết bà là người thuộc phe của ông Nguyễn Tấn Dũng, một phe phái của miền Nam rất mạnh khi đó. Được biết, kỳ đại hội Hội nghị Trung ương lần đó, ông Nguyễn Phú Trọng dự định đưa Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, do quyền lực của ông Nguyễn Tấn Dũng quá lớn, nên ông đã làm thất bại ý định này của Nguyễn Phú Trọng, và thay vào đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đã đưa bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Thiện Nhân vào đây. Như vậy, bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị không phải bằng con đường chính thức, mà bằng con đường được bầu bổ sung vào giữa nhiệm kỳ.
đến đầu năm 2016 diễn ra đại hội lần thứ 12, trong kỳ đại hội này người ta cho rằng trước khi chịu rút lui khỏi nhiệm kỳ 13, ông Nguyễn Tấn Dũng đã thỏa hiệp với ông Nguyễn Phú Trọng là đưa Đinh La Thăng và Hoàng Trung Hải vào Bộ Chính trị, đồng thời phải sắp xếp bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào tứ trụ. Và đúng như những gì đã thỏa thuận vào ngày 31 tháng 3 năm 2016, tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa 13, bà được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Việt Nam. Và bà đã trở thành nữ chính khách Việt Nam đầu tiên giữ các cương vị này, đồng thời cũng là người đầu tiên thực hiện quyết định tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Vị trí này được cho là tột đỉnh của vinh quang đối với một phụ nữ trong bộ máy của nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội được xem là như là một vị trí tột đỉnh vinh quang dành cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Giữa nhiệm kỳ 12, ông Nguyễn Phú Trọng đã đánh bật ông Đinh La Thăng. Vào gần cuối nhiệm kỳ, ông Nguyễn Phú Trọng hạ luôn Hoàng Trung Hải để tẩy sạch thế lực ông Nguyễn Tấn Dũng cải lại. Tuy nhiên, với bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì ông Trọng không hạ bệ và cho bà nắm chức Chủ tịch Quốc hội đến hết nhiệm kỳ rồi rút lui. Có lẽ vì bà Ngân là phụ nữ không đủ mạnh để đe dọa thế lực nên ông Nguyễn Phú Trọng đã để cho bà ngồi đến hết nhiệm kỳ rồi rút. Người ta đánh giá bà Nguyễn Thị Kim Ngân là người cuối cùng của phe ông Nguyễn Tấn Dũng rút lui khỏi chính trường. Lớp già thuộc phe Nguyễn Tấn Dũng gần như không còn ở lại trung ương nữa. Ông Dũng thừa đây đang xây dựng sức mạnh cho con trai để phát triển lớp kế cận. Và qua quan sát chúng ta sẽ thấy những hoạt động cuối cùng trước khi rút lui của bà Ngân là gì. Trong kỳ đại hội lần thứ 13 vừa qua, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã rút khỏi danh sách các ủy viên Bộ Chính trị. Sự nghiệp chính trị của bà Nguyễn Thị Kim Ngân đến đây xem như kết thúc. Từ đây cho tới Quốc hội khóa mới mở được bầu chỉ còn 3 tháng nữa. Như vậy là bà Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ còn 3 tháng làm nốt những gì trong vai trò Chủ tịch Quốc hội xong rồi rút lui. Giống như những nhiệm kỳ trước, sau đại hội đảng toàn quốc, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14 sẽ kiện toàn các tổ chức và các chức danh quan trọng của bộ máy nhà nước. Đấy là thông tin vừa được thông báo tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào cuối giờ sáng ngày 23 tháng 2 nhằm cho ý kiến về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 14. Được biết, dự kiến kỳ họp Quốc hội khai mạc vào ngày 24 tháng 3 và bế mạc ngày 7 tháng 4 và dự phòng thêm ngày 8 tháng 4. Họp tập trung tại nhà Quốc hội đã có phương án dự phòng trong trường hợp đại dịch COVID-19 diễn ra xấu. Và nội dung tập trung vào công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội, xem xét báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chính phủ, Chánh án Tòa Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và quyết định những vấn đề quan trọng khác. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong cuộc họp Ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 23 tháng 2 vừa qua. Có thể nói 4 năm ở vị trí quyền lực cao nhất của bà Ngân sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 4. Sau đó bà chờ đến Quốc hội khóa mới nhóm họp và bà sẽ tặng hoa chúc mừng người kế nhiệm là ông Vương Đình Huệ. Sau cuộc họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14 thì các lãnh đạo Quốc hội cũng sẽ nghỉ theo quy định. Và thất bại ê chề sau đại hội lần thứ 13 của bà Ngân đã được giới quan sát đánh giá là một Chủ tịch Quốc hội có năng lực. Trong 5 năm qua, bà đã làm điều hành rất tốt các cuộc họp của Quốc hội. Tuy nhiên, với sự rút lui của bà thì phía miền Nam gần như không còn ai. Được biết, vai trò Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam không như các nước dân chủ. Ở các nước dân chủ thì Chủ tịch không can thiệp vào các ý kiến của các đại biểu. Vai trò của Chủ tịch như là nhà tổ chức một cuộc họp, còn việc tranh cãi trong nghị trường Chủ tịch không xen vào. Tuy nhiên, ở Quốc hội Việt Nam thì khác hoàn toàn. Chủ tịch Quốc hội giống như nhà đạo diễn, còn cuộc họp như là màn diễn kịch dân chủ. Tuy cũng có chất vấn của đại biểu, nhưng tất cả họ đều là quan chức nhà nước, là đảng viên Đảng Cộng sản. Họ như người một nhà, chứ không ai thực sự cho dân. Tất cả đều là đại diện cho đảng, nên gọi là vở kịch như vậy. Tất cả mọi cuộc bàn luận đều có kết quả trùng khớp với những quyết định của Bộ Chính trị trước đó, chứ không thể nào khác. Đây là hình ảnh một ông cụ 77 tuổi ở lại, còn bà Ngân mới 66 tuổi đã bị loại. Một kết quả đắng cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Tuy Quốc hội thực chất là đảng Quốc hội như vậy, với 96% là người của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng có một số người chất vấn quá lố, nó vượt ra khỏi ý định của đảng. Thì lúc đó bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thể hiện vai trò của bà, làm sao đừng để cho dân phát hiện ra là đảng đàn áp ý kiến trái chiều. Đó là yêu cầu của Bộ Chính trị đối với một Chủ tịch Quốc hội. Và trong 5 năm qua, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm tốt điều đó. Nhiều người đánh giá bà làm tốt hơn người tiền nhiệm của bà, đó là ông Nguyễn Sinh Hùng.
Vậy mà bà vẫn bị đá văng ra khỏi Bộ Chính trị khóa 13 và để lại một ông già 77 tuổi tiếp tục nắm quyền nhiệm kỳ thứ 3, đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Ở một đất nước như Đảng Cộng sản Việt Nam thì làm tốt nhiệm vụ chưa chắc gì được cất nhắc, mà là phải ở nhóm lợi ích mạnh mới được trao quyền. Làm tốt mà phải nghỉ, đó là thất bại khá cay đắng dành cho bà Ngân. Tuy nhiên, bà cũng phải hiểu luật chơi trong đảng của bà là như vậy, bà phải chấp nhận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 25 tháng 2 năm 2021 với bản tin Nguyễn Thị Kim Ngân hành trình từ thành công tột đỉnh đến thất bại ê chề. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.